Được tin Thủ tướng Thái tặng dân 16 tỷ đô la, tôi vội vã sách vali sang Thái. Mình nghe Thủ tướng Thái mới nhậm chức và ông cũng là một cái founder của tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Thái Lan. Nên hôm nay qua coi thử xem cái dự án của ông nhà cửa xây sao nha. Ông Srettha là một trong những nhà sáng lập của tập đoàn bất động sản lớn nhất Thái Lan, tập đoàn San và ông vừa nhậm chức Thủ tướng Thái Lan từ tháng 8 năm 2023 dự án XT Phaya Thai là một trong những dự án bất động sản nằm tại khu vực trung tâm của thủ đô Bangkok, rất gần với khu siêu thị Siam Paragon, chỉ cách đó khoảng vài phút xe ô tô. Dự án này được trang bị Face ID toàn bộ tòa nhà. Chúng ta chỉ cần sử dụng Face ID là có thể lên xuống được căn hộ của mình. Hệ thống thang máy của dự án rất nhanh và rộng rãi. Dự án mới hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng từ hơn một năm trước. Các tiện ích chung tại dự án rất hiện đại và còn mới tinh như khu vực ăn uống chung hay còn gọi là phòng già tiệc dành cho cư dân khi cần có thể bút và sử dụng tại đây. Uh, đây là khu vực uh, làm việc chung, co-working ừ. space. Ở dưới tầng trệt của tòa nhà thì cũng được bố trí khu vực làm việc và đọc sách và mọi người có thể sử dụng khu này để làm việc chung. Ở đây có giường, mình nếu mà làm việc mệt quá chúng ta có thể nằm đây và ngủ. <laughs> Đặc biệt là dự án còn có một hồ bơi vô cực, cực kỳ đẹp và trải dài rộng khắp bề mặt của dự án. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy view của toàn bộ thành phố Bangkok tại hồ bơi, còn có bố trí các loại xe đạp dưới nước để dành cho cư dân tập thể dục. Ngay gần đó cũng là một phòng gym và tập thể hình với đầy đủ các loại dụng cụ và thiết bị tập. Khu vực chung tiện ích dành cho cư dân còn có những phòng cộng đồng, nơi đây có đầy đủ các khu vực giải trí và trò chơi và dành cho cư dân tiếp khách khi đến đây. Đặc biệt là view của các phòng cộng đồng này cũng rất là đẹp. Các hành lang của dự án được xây dựng thoáng mát và chỉ lộng gió. Thì dự án này có luôn cái chỗ dành cho việc sạc xe điện nha. Và nếu mà có mua xe điện thì có thể sạc tại đây. Đây là căn hộ 43 m vuông nha và có một phòng ngủ, một khu vực tiếp khách cũng như là có bàn ăn dành cho hai người ở đây. À, toàn bộ cái căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất hết và nội thất được bao gồm trong cái giá mua. Ở đây cũng có một cái bếp nhỏ này có thể nấu ăn ở đây và cái toilet ở phía bên này. Thì khi mà chúng ta mua nhà ở đây thì sẽ được trang bị đầy đủ nội thất như thế này nha Toàn bộ tủ là đóng tên từ sàn đến trần luôn. Toàn bộ nội thất còn rất là mới bởi vì khu này mới được xây xong vào cuối năm ngoái. Một căn hộ với diện tích như thế này sẽ có giá bán tầm hơn 3,5 tỷ Việt Nam đồng.